Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của em Vân, ô tô cũ Toyota Phú Mỹ Hưng. Chúc anh chị có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Nếu như anh chị đang tìm một chiếc xe sedan sang trọng và đẳng cấp loanh quanh 700 triệu thì hôm nay em Vân xin giới thiệu tới anh chị một chiếc xe. Đó chính là chiếc Toyota Camry 2016 bản 2.5Q. Xe mang cái sơn là màu đen biển tĩnh, mới chạy có 60.000 km thôi nha anh chị. Giá chỉ có 699 triệu, giá vẫn còn thương lượng cho anh chị vui vẻ thiện chí. Ở Toyota Camry 2016 bản 2.5Q. Bản 2.5Q là bản cao cấp nhất luôn nha anh chị. Ở đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 12 năm 2023. Ở chiếc xe này thì anh chủ cũ cũng đã thay mâm rồi nha anh chị. Cái mâm này là cùng size với mâm zin luôn. Lên anh chị đăng kiểm thoải mái, bao anh chị đăng kiểm luôn nha. Xe còn rất là đẹp. Chiếc xe này hồi mua mới anh chủ cũ chia sẻ là mua tới tầm 1 tỷ tư, bây giờ chỉ còn có nửa giá thôi nha anh chị. Camry vẫn mang hơi hướng một gì đó rất là đẳng cấp nha anh chị. Tầm tiền chỉ ngang với một chiếc Vios mới thôi, anh chị sở hữu ngay một chiếc Camry 2.5 phiên bản cao cấp nhất. Ở ghế da màu kem rất là đẹp anh chị ha. Đó, có chỉnh điện cho ghế phụ nè, trần xe cũng được bọc ni lông trần rất là sạch sẽ ha. Đó, anh chủ cũ thì cũng đã lên màn hình cảm ứng camera lùi. Đó, phần nhựa tắp lô nè, phần nhựa hai bên cánh cửa cũng chưa hề bị trầy xước gì nhiều cả. Ô đô của xe nè, 67.781 km, xe còn rất là đẹp. Chúng ta xem qua hàng ghế sau nha anh chị. Ghế sau còn rất là mới nè. Điểm đặc trưng của Camry 2.5 là tất cả các phiên bản Camry 2.5 đều có bảng điều khiển trung tâm ở phía sau nha anh chị. Và cái độ ngã lưng của hàng ghế sau này là điều chỉnh lên xuống được rất là thoải mái. Chỉ có 2.5Q thì mới có nha anh chị. Ở đời 2016 này sẽ không có cửa sổ trời nha anh chị. Đó, phía sau cũng có cửa gió cho hàng ghế phía sau nè. Đó, một chiếc xe rất đẳng cấp, chỉ có 699 triệu thôi. Camry 2016 bản 2.5Q màu đen biển tĩnh. Đó, anh chị nào quan tâm thì gọi ngay cho em nha. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem video.